gì cười? Cười là có chuyện à? Mua đồ gì đây? Bộ hôm nay đi câu sớm hay sao mà giờ này sửa soạn rồi? Hôm nay đi xa nên đi sớm. Nè, bộ đi câu vui lắm hay sao mà nôn dữ vậy? Trời ơi, đi kiếm tiền mua gạo chứ nôn gì. Nhưng mà tôi hơi thắc mắc đó nghe. Thắc mắc gì? Anh buông lưới câu, câu hoài mà câu ở đâu? Hay anh thả dây thăm dò ao nào nông sâu? Nông sâu cần câu anh làm dâu, đêm đêm mùi sương em nào thâu. Mũi kêu do nhẹ ca tre hàm mồi anh ngồi khâu lâu. Anh câu ở đâu, ao nào mà câu được nhiều? Ao trong bờ tre hay là ao ngoài rong rêu? Rong rêu làm cho ao nhiều ca, nên anh ngồi câu luôn được ca. Có đêm ru thì ngăn câu không cần, là nhờ ao nhiều rong. Ông xã ơi, con cá ở ao sâu nó còn biết đêm đêm có cần câu mình khuấy nước. Chứ còn tôi nè. Tôi sao nè? Tôi nhìn tới ngó lui trong ngoài sao trước thui thui mình nên tôi vẫn cho mình. Bà xã hôm nay bà ghen, còn mắt trước người ta cách hờn xa xôi bông bày. Tôi đâu dám làm mình làm mày với ai đâu, chỉ than thở cho thân đêm dài lẻ bóng. Thôi mà má nó, tôi cũng biết là má nó sợ đêm dài gió lạnh, chứ còn tôi đang ngồi ngoài bờ ao cũng lạnh lẽo lắm chứ sung sướng gì đâu. Ai biết được người ta ở bờ ao câu cá, hay là con cá nó đốt hết mồi rồi mà tay không có đụng đến cần câu. Bà xã ơi, đem sách cần câu ra đầu cầu lòng tôi tự nhủ, phải thu làm sao cho ngày mai má nó và bầy con được cơm trắng áo dày. Dù thân tôi cực khổ đi tìm tận đồng sâu hay lặng lối đồng gần, có những đêm trời khuya lạnh lẽo tôi ngồi chờ con, ngồi nghe mũi gió ve kêu dậy trời sương. Vậy chứ mình câu ngồi gì, mình câu ở đâu, ao trong bèo hay là ao ngoài rong rêu vậy? Hãy ao đào nhiều cá là tôi thả mồi câu à, đâu có tính ao bèo hay ao phù đầy. Theo chi làm như sướng lắm vậy đó, là đi nè, nào mũi nè, nào dắt nè, nào đĩa nè, ở nhà đi theo làm gì trời. Tôi đi à? Khoan đã, nghe tôi dặn nè. Gì nữa trời? Anh buông lưới câu, coi chừng cây cần gãy đôi. Đi câu thì câu, coi chừng câu nhầm là chết à. Ôi da, yên tâm mình ơi xin đừng ngắt, siêng năng ngồi câu anh cầm chắc. Với danh ngôn xưa có câu hay là thuộc lòng luôn vậy đó. Trời trời trời, nói gì rồi, đi đâu mất tiêu rồi trời. Ông xã, ông xã. Dạ em, vô cá bự đây.
tối có ngồi nhậu, cá mà nướng á, nhậu đã luôn anh ba ha. Cho lên ba. Đó đó đó. Đó đó. Bữa nay chạy có cá không ba Tình? Có. Ai có nhiều không? Trời ơi, cá nhóc cái chân luôn. Khô luôn nè. Ê, mới rồi để tôi đi. Gì ông nổi? Ông đi câu cá, mua cá là sao? Trời ơi, tôi đem mua câu cá, tôi đem cá về nhà rồi nhiều lắm. Đầy vỏ rồi. Tôi không có câu nữa, bây giờ bán tôi đi, vợ tôi ra ngoài chợ bán kiếm tiền. Ủa vậy đó hả? Ừ. Mua này thêm này ra chợ để bán đó hả? Mới cá này nhiêu tiền? Sáng sớm mở hàng phải không? Ừ. 100 ngàn. Cha, vợ con mua bán cực khổ, 100 ngàn gì. Bớt đi, 80 thôi. Thôi nội, sáng sớm mở hàng trả giá nữa. 100 ngàn thì lấy không được thôi. Còn 20 để đủ cà phê. Thôi mệt quá. Đổ đi. Đổ không, đi tiền ba, đây. Ba, đổ luôn tôi ba. Đi tiền đây. Ba bắt cá bỏ vô cổng luôn ba. Bỏ thấy không, thấy cá lóc bự không? Bự. Bán là cá ngon đàng hoàng. Dài giác cần câu tay cầm gió ca, đem về đắng cho bà xa tôi bà vui. Vuốt ve cơn giận sụp sùi, để mai tôi giận má nó. Hả? Dẫn em đi đâu? Làm hồi hộp cũng chết luôn vậy đó. Dẫn em đi đâu? Để mai tôi dẫn má nó đi câu đêm cho thỏa già nghi. Thiệt hả? Nhưng mà tôi nói trước nha, câu đêm chỉ có ếch nhai ảnh hương nó trộm rộn đôi bờ. Mà má nó đòi theo cho bằng được, rồi quần áo lượt thượt té tới té lui nữa. Cực khổ mà có vợ có chồng á tôi mới vui, chứ sung sướng mà lui cui có mình ên à tôi không có chịu đâu á. Thôi được rồi, để tôi nay tôi dẫn má nó đi một bận, để cho má nó không còn giận còn hận. Để rồi nàng khỏi phải thở than, đêm đông gió lạnh tình lang nơi nào. Quỷ nè, nói là nói lẫy nói hờn cho bỏ những ngày phòng không lẻ bóng, chứ tôi biết là mình cực khổ biết bao nhiêu. Ông bà xưa có dạy rằng hễ tay làm là hàm nhai, còn hễ tay quay là hàm trễ, hiểu không? Dạ. Má nói yên tâm tôi thả cần câu nghề nghiệp lắm, đêm nay câu đầy cá cho vợ vui lòng. Đêm nay em sẽ theo mình, đêm cần câu thả nghe tình lớn lớn. Bao lời má nó bài thân, Năm ơi, có mỗi cá ngon lắm nè, mua nữa không? Ý, mua gì trời ơi. Cái gì? Ông đi câu cá cả đống mà mua gì nữa? Trời ơi, sáng nào tôi cũng bán cá cho ông. Cái gì? Có cá. Ông Năm. Dạ. Cá để đâu?
bắt tôi ở trong, ông khai thiệt đi, ông đứng lại đó, ông Năm, ông đứng lại đó, ông Năm, Năm, cá mà lấy không? Ủa sao giờ này hai chồng nó giỡn sớm như trời? Chuyện à, mua đồ gì đây? Bộ hôm nay đi câu sớm hay sao mà giờ này sửa soạn rồi?